quà vẫn ăn bình thường mà. Chết rồi nhỉ? Thế là nó bị dịch thôi. Quà vẫn tràn bình thường mà. Chỗ này nhỉ?
đồ bán mình ở nhà nhỉ. Này, này cái gì à? Con lợn chết rồi. Khả năng kia anh tháo cái chuồng này đốt đi nhá. Con làm mai mình. Mai mình nuôi em thì mình làm cái chuồng đấy. Thank you.
Thank you.
Cô ở đấy nhặt cỏ nhá. Vâng. Gì? Đập phân không? Rồi. Ừ. Đưa dao cho ba nào.
Còn bao nhiêu thì ta kéo lên? Còn 3.000. Gà mang có phải vịt đâu. Không tranh được à? Chúng ta tranh như lá. Cái này bao nhiêu quả? 30 quả. Bà bán được mất rồi, không mất. 33, mà thử 2 quả còn cho. Ba quả là 9 quả. 2 quả. Tao gặp ba.